Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày rằm tháng 8, tiết Trung Thu. Thì hôm nay tôi xin nói về vấn đề sanh tử và vấn đề giải thoát, tức là vấn đề của cõi quế độ và tịnh độ. Thì trong đó bao gồm tất cả sự đau khổ của chúng ta từ xưa đến nay. Chúng ta không biết mình từ đâu đến đây để làm gì, rồi chết đi về đâu, chết rồi còn lại cái gì. Đó là một cái vấn đề khắc khoải và nhức nhối nhất cho con người, bất cứ người nào nếu có sự hiểu biết. Thì hôm nay tôi cũng đã trăn trở khổ đau vì vấn đề sanh tử đó. Sống từ đâu đến, chết rồi đi về đâu, nếu còn lại cái gì, cái đó là cái gì, rồi hiện tại nó ở đây, ở đâu, rồi nó sẽ đi đầu thai như thế nào. Nhưng mà vấn đề này thì rất là khó khăn cho chúng ta, nhất là thời buổi này. Chúng ta phải có thì giờ để văn, để tư, để tu. Văn thì tức là ở đây tôi phải chịu trách nhiệm làm sao cho quý vị hiểu biết, cho sáng tỏ. Còn tư thì tự quý vị về phải suy ngẫm, phải nghiền ngẫm, phải có thời gian để suy tư cái bài nói Pháp. Vấn đề sanh tử là một vấn đề lớn nhất đối với chúng ta từ xưa tới nay và mãi mãi về sau. Thì chính cái đó Thái tử Siddhartha cũng đã từng trăn trở, từng nhức nhối vì nó. Mà trước ngày cũng có biết bao nhiêu tôn giáo, biết bao nhiêu người đi tìm, nhưng mà không đúng được. Chỉ là trở thành, chỉ là thay đổi cái đau khổ này lên một cái đau khổ nhẹ hơn, mà họ cho đó là cõi trời hay là niết bàn, thì đạo Phật cho là cõi trời thôi. Rồi sau đó Thái tử 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh. Thì 5 năm tìm đạo thì biết rằng tất cả 62 tôn giáo đều không đưa đến sự chấm dứt, sự giải thoát cái sanh tử. Rồi cuối cùng Ngài phải tự tìm lấy. Rồi sau 49 ngày dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thấy được. Rồi qua cái bài kinh ở trong Trung Bộ, kinh Sư Tử Hống, là tiếng rống của con sư tử, là sau 49 ngày tham thiền, Ngài thấy được con đường thoát khổ. Thì Ngài nói từ đây mới có đạo Phật, mới có tứ sa môn quả, là nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai và vô sanh la hán. Nhưng mà nó khác với cuộc đời này, khác với 62 tôn giáo ở chỗ nào? Thì nó là những điều nhức nhối cho tôi. Sau 40 mấy năm trời tu học, hôm nay tôi mới tìm hiểu, hơi sáng tỏ. Rồi tôi thấy quý vị bây giờ đa số có trình độ, nhưng mà không ai hướng dẫn. Rồi quý vị lơ mơ lẩn vẩn, rồi cũng trở lại con đường 62 tôn giáo hồi xưa. Thì bây giờ tôn giáo nào tôi cũng thấy đi giống hồi xưa thôi, tức là tu lên cõi trời, hoặc là tu qua cõi tiên, hoặc là không théo tu về đường Atula, thần thông, mà không khéo đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Còn đạo Phật thì dường như đã mất, đã mất. Thì tôi cũng thấy dường như là khó mà hiểu đạo Phật. Nó không phải là khó, mà nó cũng không phải là dễ. Nó không có phức tạp, nó rất là giản dị. Mà chứng giản dị chúng ta là hiểu lầm. Chúng ta bày ra biết bao nhiêu pháp môn tu, cả tới đạo Phật cũng vậy, nào tịnh độ, nào tứ niệm xứ, nào minh sát tuệ, nào thiền tông, rồi nào là tứ diệu đế, nào là pháp qua, nào là quan nghiêm, vân vân.
Còn ngoại đạo thì tôi còn nhiều nữa. Nhưng mà rồi là chỉ thay đổi cái lồng nhỏ qua cái lồng lớn, cái xiềng sắt xiềng cây qua xiềng vàng xiềng bạc, tức là hạnh phúc hơn, cao thượng hơn. Nhưng mà hạnh phúc đối với đau khổ chứ chưa có thoát được cái luân hồi sanh tử. Thì Thái tử Siddhartha đã xin vua cha Tịnh Phạn rồi, mà Tịnh Phạn không cho. Ngài xin vua cha Tịnh Phạn giải quyết cho ngài ba vấn đề. Nếu được thì ngài ở lại, mà không được thì ngài phải ra đi thôi. Thì vấn đề đó cũng là vấn đề muôn đời của chúng ta, bây giờ, trước kia và mãi mãi về sau. Đó là sống mãi không chết, trẻ mãi không già, và khỏe mãi không đau. Thì chúng ta thấy trong đời này không bao giờ có vấn đề đó, nhưng mà có. Thái tử Siddhartha đã tìm được và thành Phật và giảng lại cho chúng ta. Nhưng mà những cái trẻ mãi không già, sống mãi không chết, khỏe mãi không đau, nó ở đâu? Cái đó là cái điều hóc búa, nhức nhối, nó lạ lùng nhất cho chúng ta. Cái sống mãi không chết, nó ở ngay trong cái sống chết. Cái trẻ mãi nó không già, nó ở ngay trong cái già. Thành ra thường thường chúng ta đi tìm cái niết bàn của đạo Phật ở đâu trên trời á, cái thoát khổ ở đâu cảnh giới nào khác, không ngờ ngay cái xác thân này là đau khổ, mà ngay xác thân này cũng là niết bàn. Đó là một điều khó khăn. Thì ngoại đạo ngay trong xác thân này đau khổ, mới bỏ xác thân này mang xác thân đẹp đẽ hơn. Nhưng mà rồi cũng nằm trong sanh già bệnh chết, nhưng mà vi tế hơn, sung sướng hạnh phúc hơn. Chẳng hạn như cõi dục giới là cõi của chúng ta. Hiện giờ thì quý vị dễ hiểu rồi đó. Tức là có ăn mặc ở bệnh, thì tức là có sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ. Thì chết rồi cái thây phải chôn, để lâu là nó thối, có sanh già bệnh chết. Rồi chúng ta sợ, chúng ta tu theo ngoại đạo, quên cõi trời sắc giới. Cõi sắc giới thì cái sắc thân là tịnh sắc căn, tức là các dây thần kinh, chứ không có sống bằng cái thân bên ngoài. Tức là quý vị nào tu thiền thì biết, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Chìm đắm trạng thái niệm Phật, tức là chúng ta không còn ăn bằng sắc tài danh lợi, mà chúng ta ăn bằng cái hỷ lạc. Đại khái là vậy. Thì cái thân là không cần mặt trời mặt trăng, mà sống bằng cái hào quang của mình. Cái xác thân rất là trong sáng, nhưng mà cũng phải sanh già bệnh chết, nhưng mà hàng tỷ tỷ tuổi, rồi cũng thỏa mãn cũng hết thôi. Ăn uống thì không cần ăn vật chất như mình, không cần ăn thịt cá hay là mì căn tàu hủ đồ không. Mà các ngài cứ nhập vô trong thiền định thì nơi đây là không có nam căn nữ căn đấy, không có vấn đề giao hợp, mà chỉ là trượng phu thôi, không có nam nữ nữa. Thì họ sống hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ tuổi, tùy theo cái định lực sâu hay cạn. Họ còn chưa được ý nữa, thấy là hỷ lạc hết thì phải sa đọa và cũng phải chết. Họ lên tới cõi trời vô sắc. Bây giờ không có ăn uống bằng hỷ lạc, nghĩa là không có thân bên ngoài, không có thân bên trong, mà sống bằng cái tưởng tượng, tức là tư tưởng. Mà tư tưởng là quý vị không biết nó đâu, quý vị phải xài nó hàng ngày. Nó điều khiển cái cảm giác và cái xác thân này. Nó đại khái nó như vậy. Rồi đi tới tứ không rồi, cõi trời vô sắc rồi. Bây giờ bỏ sắc thân trong, bỏ sắc thân ngoài. Chúng ta có tất cả bốn thân nha. Cái thân ngoài thì mới gì biết rồi. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hãy tắt thở một cái rồi chết liền. Còn cái thân bên trong là những dây thần kinh. Quý vị có thể thấy được, nhưng mà người nào thông minh một chút, để ý thì thấy. Thí dụ con mắt chúng ta, thì khi nào mình bị cát bụi vô, thì nó ngứa ngáy khó chịu. Đó là khó chịu con mắt, thuộc về sắc thân bên ngoài.
thì quý vị nhỏ mắt là có thể lấy bụi ra hết. Còn nếu nó nhức cái dây thần kinh rồi thì khác ạ. Quý vị nhỏ mắt nhỏ gì thì nó cũng vẫn nhức thôi, trừ đã uống thuốc bên trong. Thành ra có hai cách đuôi. Nếu chúng ta đâm cái trồng đen hư rồi thì nó đuôi, nhưng mà vẫn còn nhức. Còn nếu dây thần kinh thị giác mà đứt rồi thì trồng đen còn cũng không thấy nữa, nhưng mà nó nhức dối dữ ạ. Nó nhất là quý vị phải đi mổ hoặc là phải uống thuốc cho nó hạ. Thì cái sắc thân mình dễ nhìn nhất, nếu quý vị xích thịt đó là thân bên ngoài, còn quý vị xích gân là thân bên trong. Thành ra khi mà vừa tắt thở thì cái thân bên ngoài không còn cảm giác nữa, quý vị lạnh ngắt thôi, nhưng mà dây thần kinh xúc giác vẫn còn hoạt động, quý vị vẫn còn biết đau. Quý vị đụng tới cái thân đó nhức nhối đấy, phải 8 tiếng sau nó mới đứt thiệt, mới là chết thiệt. Thì các cõi trời sắc giới tôi nói nãy đó là họ sống bằng cái thân bên trong, thì tất nhiên cái thân bên ngoài nó trong suốt, thành ra chúng ta kêu là hào quang. Họ sống bằng cái hào quang đó. Quý vị ngồi thiền lâu, quý vị sẽ thấy mỗi người nó có một cái hào quang. Nếu mà chúng ta có tư tưởng xấu ác thì hào quang chung quanh chúng ta là màu đen. Còn nếu chúng ta nổi sân thì hào quang màu đỏ. Nếu chúng ta giữ giới kỹ như cõi trời mấy ông bà mặc đồ trắng, hào quang trắng, trong sạch. Còn quý vị tu thiền định cho nhiều, tập trung giữ mà giữ giới không kỹ bằng thì hào quang sẽ màu xanh. Những người này là có định lực mạnh, có thần thông. Còn nếu Đức Phật đó thì không còn ham muốn nữa, không dính mắc cái gì hết, thì mấy người đó sẽ hào quang màu vàng, tức là nhập lưu trở lên. Cái tịnh độ tức là thế giới sát na nó ở đâu? Nó ở ngay trong thế giới quế độ. Cái khó khăn chúng ta là ở đó. Chúng ta hỏi sống ở đâu? Sống thiện, sống ác, sống người ta, sống con chó, con trâu, con bò ở đâu? Thì phải trả lời ở ngay trên dòng nước. Vậy dòng nước với sống là một hay là hai? Một thì sai, mà hai thì trật. Chúng ta phải hiểu cái đó. Nhưng mà sống thì sanh rồi diệt, bởi vì nó có tướng. Còn dòng nước nó không có tướng, nó chỉ có cái hình dòng nước chảy. Quý vị ra ngoài sông hoặc ngoài biển, biển thì dễ thấy hơn vì nó bao la, thì quý vị sẽ thấy rằng dòng nước trôi chảy. Những khi mà yên lặng thì chúng ta không thấy sóng, chúng ta thấy dòng nước rõ ràng. Còn khi có gió thổi lên thì cái dòng nước biển này biến thành sóng. Thì quý vị tưởng đâu sóng là dòng nước biển, thật ra không phải. Vì sóng với dòng nước biển là hai, thật ra cũng không đúng. Cái sóng nó nhờ cái gió, nó mượn cái dòng nước biển để phát ra sóng. Thành ra mình, cái xác thân này có là do cái mặt nha, nó ham muốn, chúng ta kêu là nghiệp đấy. Nó mới mượn cái linh hồn ai là gia chúng ta, nó mới tạo ra cái xác thân này. Xác thân quý vị nhìn ngồi bây giờ thì quý vị thấy được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Rồi quý vị mới cải sửa cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc này đẹp hơn. Quý vị thoa môi son, quẹt lên nhau, kẻ chân mài, quý vị ăn uống làm sao cho sống lâu thì thua mấy ông tiên. Mấy ông tiên ở luyện châu thân, hơi thở đi vòng ở chung quanh, thì sắc thân của họ sẽ bóng láng sáng có hào quang. Và khi họ chết, họ bỏ thân này, họ về cõi trời sắc giới, thì cái đó kêu là mấy ông tiên thiên. Còn bây giờ mình là điện tiên, tức là nhờ cái bủ bối bên ngoài để mà tô dồi cái xác thân này. Thì khoa học nhờ bủ bối để mà trị bệnh cho chúng ta. Những tia laser quang tiếng X là những cái của mấy ông địa tiên. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thường kêu mấy nhà bác học là địa tiên. Còn thiên tiên thì họ không dùng máy móc, mà tự ngồi luyện cho tới có thiên nhãn. Họ nhìn thấu suốt cơ thể mình, chứ không cần quan tiếng mà chiếu rõ. Thành ra có bệnh gì tới họ nhìn họ biết liền.
Nhưng mà họ cao vậy rồi họ không có mang sắc thân này nữa, họ mang sắc thân bằng tịnh sắc căn, tức là các dây thần kinh. Thành ra thân của họ nó là toàn là hào quang không, chứ nó không có xương thịt như mình. Thì có đó quý vị tu lâu ngồi thiền quý vị sẽ hiểu. Thành ra cái bài giảng của tôi nó khó hiểu, nó đòi hỏi quý vị phải ngồi thiền, rồi trong lúc thanh tịnh quý vị sẽ hiểu được. Thành ra tôi thường giảng, tôi bắt trả bài là chỗ đó. Thành ra tôi cũng năn nỉ quý vị là khi thọ giới rồi thì không có điều kiện với tôi hết á, trói cột nhau là giải, quý vị vẫn về sống cuộc sống cũ, nhưng phải sắp xếp thời gian lại, sắp xếp cái thời khóa biểu lại, đừng có bị tại gì mới mà hết cuộc đời của mình. Ủa? Một ngày đêm ít nhất cũng có một tiếng để mà ngồi thiền nghiền ngẫm. Thì bây giờ khoa học tiếng là quý vị có đĩa, quý vị về nghe lại, mà không phải vừa nấu cơm vừa nấu nước vừa bồng em mà nghe pháp không hiểu nổi đâu. Đây không phải là chuyện cổ tích, không phải là chuyện đời xưa, mà là chuyện của mình, chuyện của cái thân thể này. Nó đòi hỏi chúng ta theo dõi sát nó, mà nếu mình không theo dõi mình chả biết gì hết, thì hiện tại là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Hành động như thế nào, nhắm mắt lờ mờ, trong đạo Phật kêu là vô minh hạn nhãn, vô minh hạn nhãn. Còn nếu mình theo dõi mình sẽ biết, mình có tư tưởng tham khởi lên, tư tưởng sân giận khởi lên, tư tưởng si mê khởi lên, mình phải nhận biết nó. Mình nhận biết, nếu mà để cho tư tưởng tham hại mình thì đó là mình xuống địa ngục. Bây giờ mình cải sửa đó thì tức là cõi trời. Thì ở đây tôi sẽ giảng cách cải sửa, nhưng mà đại khái thôi. Rồi bữa Chủ nhật hay khi nào rảnh tôi đi sâu, mỗi ngày đi một chút, rồi quý vị phải tự mình tìm lấy nữa. Cái gì mình tìm lấy là cái đó là hay ho nhất, bởi vì mình tìm lấy là trong linh hồn mình có chủng tử già dặn. Còn tôi nói thì qua lỗ tai, nó qua lỗ tai bên kia thôi. Quý vị ăn cũng như con trâu ăn cỏ vậy. Nếu mà nó không ọc ra nghiền ngẫm thì nó vẫn là cỏ thôi, cỏ ở trong bao tử của nó. Thành ra mình ăn nhiều khi nó sình bụng là chỗ đó, nó không có tiêu. Mà hãy nó tiêu thì nó thành thịt xương máu mủ của mình. Thành ra cái tư, văn tư, cái tư là quan trọng nhất. Văn là nghe, ăn cỏ. Tư là ốc ra, nhơi lại. Người ta dùng chữ nhơi đó, thì tôi thích dùng chữ nghiền ngẫm. Nhơi là con trâu, nó nhơi lại, tức là nó ốc ra, nó nhơi tới, nhơi lui hoài, cả năm bảy chục, cả trăm lần. Thì bây giờ vào trong cơ thể mới thành xương thịt máu của nó, thì nó mới sống được với cái sống đó. Thành ra niết bàn của Phật với các cõi trời không khác mấy mà khác, cũng là sự vật đó. Nhưng mà cái nhận thức, cái hiểu biết mà đạo Phật từng dùng là cái tâm khác nhau. Do chữ khác nhau này mà có khổ, có sướng, có giải thoát. Khổ là nhìn lầm, hãy nhìn lầm gọi là vô minh, thì hành động của thân, của miệng sẽ sai lầm. Còn bắt đầu cải sửa để cái nhìn tương đối sáng tỏ hơn, nhưng mà vẫn còn mờ mờ, kêu là vô minh vi tế. Còn cái kia là vô minh dày đặc. Hay mình thấy cái gì mà thấy không rõ thì mình nghi. Hãy nghi thì sao? Hãy đặt vấn đề cải sửa. Mà nếu còn vấn đề là còn cải sửa, mà còn cải sửa thì còn đau khổ, mà còn đau khổ thì còn luân hồi. Bây giờ không cải sửa hả sư? Không phải cải sửa, rồi mới coi vấn đề nó phát hiện từ đâu. Trở ngại như chúng ta sân, người bây giờ khổ vì cái sân. Sân là nóng tính đó, nó còn sao tánh còn nóng quá, sự con làm sao để hết nóng.
Tôi nói cha, cái này thì phải nghe pháp cho nhiều á. Có hai cách làm sao. Một cách làm sao theo cõi người trời, thì cái này tôi chỉ ông được. Còn cách thứ hai là không làm sao, thì cái sân mới hết được. Chứ còn làm sao thì nó sân nó di tế thôi. Đó là pháp môn có 62 tôn giáo bạn đấy. Còn cái kia là thấy rõ. Mà thấy rõ thì không có pháp môn, thấy rõ thì không có làm sao. Cũng chẳng hạn như tôi lấy cái thí dụ thường trong kinh đó. Thí dụ bằng đêm lờ mờ 7-8 giờ tối, mình đi mình thấy cái sợi dây ở dưới đất, thì mình tưởng là con rắn. Bởi vì lờ mờ là vô minh, không sáng. Mình bật mình la lên, rồi mình chạy kiếm gậy, kiếm cây, mình kiếm đèn để coi cái gì ở dưới chân vậy. Mình sợ nó, mình kiếm gậy để đập nó chết, kiếm đèn để rọi sáng nó, la cho người ta ra cứu mình. Thì chính cái vô minh này mới đặt thành vấn đề. Vấn đề là khi không sáng, mà vấn đề có giải quyết không? Không. Khi nào sáng tỏ thì không còn vấn đề. Mà những người Tết không thành vấn đề đối với người tu thật sự. Mà cái gì vẫn thành vấn đề là chết rồi siêu xuống điện, đọa xuống địa ngục ngạ quỷ, hay là siêu lên cõi trời. Nó siêu cõi trời sướng hơn sướng, nó hạnh phúc. Sướng mà sướng trong hơn cái khổ, tức là nhẫn nằm trong khổ đấy. Vậy bây giờ làm sao sư? Nó không có làm sao. Bây giờ khi thấy rõ rồi thì vẫn để y nguyên thôi. Thấy rõ mình đâu có vấn mắc, không có dính mắc. Mà không dính mắc thì cuộc sống không có vấn đề. Không có vấn đề thì làm sao giải quyết? Thì sống bình thường thôi. Đó là đạo Phật. Thành ra Đức Phật cũng đi tìm vấn đề để mà hết sanh, hết già, hết bệnh, hết chết. Nhưng mà cuối cùng Ngài trở lại bình thường. Trở lại, mình không có dại dột mà làm vua nữa. Vua là cái chỗ tranh giành. Ngài chỉ có một cái bát đi xin ăn. Ngài đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Cái này ai cũng làm được mà không ai muốn hết đó. Còn nếu làm vua, làm quan, ai cũng muốn hết. Muốn thì sao? Giết nó chết để mà làm vua. Còn ông sư ngồi dưới gốc cây, có cái áo với cái bát, rồi giết ông làm cái gì? Mình cũng vẫn làm được như thường. Bỏ nhà, bỏ cửa, vợ con mình, ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Không tiền, không bạc, không nhà cửa. Cái này ai cũng làm được hết, mà không ai muốn. Chính cái đó là hạnh phúc nhất. Hạnh phúc gì đâu, khổ muốn chết. Hạnh phúc ở cái tâm. Chứ cái thân thì không có. Cái thân mà khổ hay không khổ, thân thì không có khổ. Quý vị thường thường cho cái thân bệnh là khổ, cái thân già là khổ. Mà thật sự có phải thân bệnh, thân già là khổ không? Ai mà khỏi già, ai mà khỏi bệnh? Dầu cho Đức Phật cũng già, cũng bệnh, nhưng mà Ngài có khổ không? Dĩ nhiên nếu Ngài khổ thì Ngài không phải là bậc thánh. Vậy thì Ngài sao? Ngài có đau đớn, già nua, có lụm cụm, có nhức nhối không? Dĩ nhiên là phải có thôi. Quý vị không để ý tới cái chuyển biến của tâm, cái duy thức. Thành ra quý vị cái khổ sở là bị cái hiểu lầm, hiểu mê lầm. Chẳng hạn như bây giờ mà nói là thân bất tịnh, rồi mấy người ác thì nói thân là tịnh. Họ cải sửa thân, họ thoa son dồi phấn kẻ chân mài, họ ăn đồ bổ cho nó sống lâu. Mấy người nam thì gầy bếch ca na, quần tây bỏ áo vô quần thắt ra quát, làm đủ thứ. Ăn thì ăn đồ sang, ở nhà lầu. Còn mấy người thấy gì mấy quán thân là bất tịnh, nó vô giấy, mắt là ghèn không, tai là cứt mũi, cứt rấy, đủ thứ hết. Thì cho dồi cái thân này làm gì rồi nó cũng chết. Như vậy là ai đúng? Đúng theo cái trình độ mình thôi. Nếu quán thân bất tịnh, mình sống cuộc đời cao thượng hơn, thì sẽ sanh vào cảnh giới cao thượng hơn. Chết rồi mình không mang thân nam nữ, mình mang thân trượng phu. Mà thân trượng phu chết không? Cũng vẫn chết như thường. Rồi giờ mang thân hổng trượng phu, hổng thân nữa mà sang cái tân tư tưởng. Tư tưởng thì có hiểu đây. Mà tư tưởng hoại không?
Đúng vậy. Như vậy làm sao? Mình phải tìm cái tận cái nguồn gốc. Thì bây giờ khoa học làm được rồi đó, nhưng mà làm được mới có 1/5 thôi của đạo Phật thôi, còn 4 phần nữa. Họ phân tích ra thì toàn thể cái xác thân mình không có, chỉ là điện tử thôi. Tôi lấy một cái thí dụ thân mình thì gồm có đất, nước, lửa, gió, hư không. Nước là gì? Thì khoa học vẫn ra nước là H2O, đâu có nước, chỉ là 2 phần hydro, 1 phần oxy. Rồi nếu phân biệt hydro oxy nữa thì hydro là 1 điện tử âm, 1 điện tử dương, oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương, cuối cùng chỉ có điện tử thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi chỉ là điện tử ráp lại, rồi do vô minh lờ mờ mình nhìn thấy dường nó có hình tướng thiệt. Rồi điện tử có thiệt hay không? À, bắn điện tử bỏ hydro thì nó biến mất, rồi một chút xíu của nó trở lại hydro nữa, rồi nếu bắn phá bỏ nó biến mất, thì các ngài mới tìm có biến mất thành cái gì. Thì cuối cùng các ngài thấy nó thành một như cái luồng, cái dòng nước thôi. Thì ngài kêu cái đó là cái luồng năng lực. Thì ông Einstein tìm ra một cái 1 gram vật chất như một ổ bánh mì, thì khi phá bỏ nó thành hàng tỷ tỷ năng lực, phải nhân với 300.000 cây số một giây mà bình phương lên, nhân cho 1 gram vật chất thì đó là năng lực. Còn muốn tạo nên một cái ổ bánh mì ở trong không gian này, tôi đọc chú tôi phải gom hàng tỷ tỷ năng lực lại mới thành được ổ bánh mì. Bây giờ Ấn Độ trên núi Hy Mã Lạp Sơn đã làm được vấn đề đó. Các nhà khoa học ở Anh đã đi qua đó, họ đưa tay, họ tụng chú một chút là có ổ bánh mì ở trên tay họ. Ổ bánh mì từ đâu? Từ nhiều năng lực đã tạo nên nhờ cái sự tập trung của họ. Vậy sự xác thân này sự thật là không có, nó là năng lực thôi. Nó chỉ là năng lực, không phải là không có, mà không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà chỉ có năng lực thôi. Không có sống mà chỉ có dòng nước thôi. Dòng nước này là do nhiều cái hột nước ghép lại, mà khi có tham sân si, có gió nổi lên thì những cái hột nước này mới ráp lại thành một cái lượng sống. Rồi khi mà gió êm thì tham sân si ẩn xuống, dừng lại thì trở thành cái dòng nước, tất cả cái lượng sống biến mất. Nhưng mà dòng nước không bao giờ mất. Thì đạo Phật kêu cái dòng nước là dòng nước linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta mê, tức là vô minh đó, thì vô minh mới tạo ra tham sân, tạo ra cái lượng gió. Cái luồng gió nào mới nương vào cái linh hồn, mới tạo lấy vô số chủng tử là cái hột nước đó, mới tạo nên những cái hình tướng lượng sống. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, trâu, bò, heo, chó đều do điện tử mà tạo thành. Điện tử từ đâu? Từ cái dòng nước năng lực. Cuối cùng mà khi tất cả những cái sống này nó chết đi, tức là sanh già bệnh chết, nó im xuống một cái, thì dòng nước năng lực linh hồn hiện ra. Một khi tham sân si nổi lên nữa thì nó mượn cái dòng nước để tạo ra hình tướng nữa. Rồi chúng ta nhìn hình tướng, chúng ta quên mất cái linh hồn nằm ở trong đó. Cái dòng nước linh hồn nằm trong đó. Dòng nước linh hồn không bao giờ mất, nhưng mà bị cái hình tướng người ta, trâu, bò, mắt, tai, mũi, lưỡi che bít nó. Cuộc sống chúng ta chỉ có vậy thôi. Bây giờ làm sao nhìn được cái đó sư? Thì cái này là một cái nhức nhối nhất cho người xưa, nhất là bây giờ cho tôi. Nếu thấy được vậy là tôi chỉ thấy bằng lý thuyết thôi. Bây giờ tôi tập trung niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong niệm Phật, niệm Phật, thì cái định lực tôi rất là mạnh. Tôi có thể cải sửa lượng sống xấu, lượng sống đê tiện này thành những lượng sống tốt. Chứ còn thấy sống
là dòng nước linh hồn, thì cái này khó, cái này là phải qua đạo Phật. 62 tôn giáo được cải sửa, cái này kêu là tu theo cải sửa, tu theo pháp môn đối trị. Tu phải có điều kiện, có tu, có chứng, có đắc, phải có thầy, có người chỉ dạy, là để cải sửa. Thế giới bây giờ đang đi vào đó, tất cả tôn giáo trên thế giới bây giờ đang đi theo hồi xưa, 62 tôn giáo. Tịnh độ cũng vậy. Tịnh độ mà hạ phẩm thì giống hệt, qua tới trung phẩm mới hết. Rồi thượng phẩm là của Bồ Tát. Còn pháp thiền, tu pháp thiền cũng vậy. Thiền thờ Bồ Đề Đạt Ma là đi thẳng, không có qua sóng, ngay cái sóng nhận thấy dòng nước liền, không có qua pháp môn. Nhưng bây giờ mất rồi, bây giờ thời mạt pháp, chúng sanh không thể vô niệm được, phải nhờ cái nhất niệm. Nghĩa là bây giờ lượng sống tốt ít có, chỉ có lượng sống xấu ác thôi, kêu là thời mạt pháp. Nếu lượng sống xấu ác mà nhận lấy cái dòng nước không làm nổi, mặc dầu vẫn có, nhưng mà không đủ điều kiện để nhận lại được. Thành ra bây giờ lượng sống xấu ác phải cải sửa thành lượng sống đẹp, sống tốt. Rồi từ đây sống tốt, tức là nhị thiền tam thiền đó, từ đây mới nhận được cái dòng nước. Còn nếu tham nữa thì đi qua lượng sống tốt hơn nữa, tức là tam thiền tứ không, chết lẫn quẩn nữa. Cái này nó bằng một tương tự như Phật, như A-la-hán thì nó đâu còn tu nữa. Nó nghĩ nó bằng Như Lai rồi. Đó là hư không vô biên, vô sở xứ, phi phi tưởng. Cái này nữa tôi giảng sau. Chúng ta thấy là giữa tịnh độ, cái dòng nước lên hồn đó trong đạo Phật kêu là tịnh độ, hay là kêu sát na, hay là cái hiện tiền. Còn cái quý độ là của chúng ta, tức là có hình, có tướng. Mà có tướng thì phải có quải. Còn thế đối tịnh độ có hình mà không tướng, mà không tướng là lấy cái gì quải? Thành ra tịnh độ là thế giới của hào quang, thế giới của phi điều kiện. Còn quế độ là thế giới của điều kiện, thế giới của xác thịt. Chết có hình, có tướng, có chôn, có thiêu. Còn cái kia chết biến mất, chúng ta thường kêu là tàn hình đó. Thấy cái hình đó rồi mờ mờ cái mất. Nó là họ đừng có định lực họ. Nhưng mà chưa phải là đạo Phật. Chúng ta thấy nó có vậy đó. Đạo Phật là khi thấy mình không phải là bốn đường ác, mình không phải là cõi trời, mà mình là cái lặng lẽ, cái lượng sống. Mà lượng sống thì không có tướng, chỉ có cái hình vậy thôi. Còn sống thiện, sống ác đều nương vào cái dòng nước linh hồn này để duyên khởi ra. Dầu ác thì cũng nằm ở trong cái dòng nước linh hồn, mà thiện thì cũng nằm trong dòng nước linh hồn. Nhưng mà sống thiện đó mới đủ điều kiện để nhận lại cái dòng nước. Nhận lại nghĩa là không có pháp môn, không có thầy, không có ai chỉ cho mình được, phải tự mình trăn trở, thao thức, khắc khoải, rồi mai ra nó hiện ra thôi. Thành ra cái tu đạo Phật nó khó chỗ đó, là chúng ta không thể cố gắng được, không thể có tác ý được. Càng tác ý càng xa, vì tác ý là vọng. Tôi làm sao để tôi làm Phật, mà Phật thì không có làm sao. Càng làm sao thì càng thành cõi trời. Thành ra chúng ta hồi đó học đó, người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Người có chí làm được tất cả. Nhưng mà qua đạo Phật thì sai. Người có chí thì tức là tiến từ địa ngục lên ngạ quỷ súc sanh, lên cõi trời dục giới, bỏ cõi trời, lên cõi trời sắc giới, bỏ cõi trời sắc giới, qua cõi trời vô sắc. Ý chí phải thật mạnh, thật lâu, thật sâu, thì cái định lực mạnh làm cái gì cũng được hết.
có thể thay trời đổi đất. Bây giờ đó khoa học đang đi đó, mà đang đi cõi trời dục giới thôi, tức là dùng bốn bối bên ngoài để mà trị bệnh cho chúng ta. Bây giờ cái máy nó vi tính còn còn dữ hơn nữa đó, nó còn hơn bác sĩ, nó biết bắt mạch mình, nó biết mình bệnh gì, nó cho thuốc luôn. Tôi thấy ở trong báo Văn Hóa viết bây giờ khoa học thì tiến tới, nó có cái bộ nhớ, nhớ mấy trăm năm về trước. Nhưng mà đối đạo Phật là con số không đó, đó là thần thông chứ không phải là trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ có thần thông không? Chúng ta thường lầm mấy cái chỗ đó. Trí tuệ vẫn có thần thông. Còn tư tưởng có thần thông không? Tư tưởng vẫn có thần thông. Nó khác nhau chỗ nào? Là tư tưởng khi có thần thông thì nhận cái thần thông là ta, là của ta, là tự ngã của ta, đó là tôi đó. Thì tôi khác hơn quý vị, tôi ngon hơn quý vị. Tôi có thể dùng sắc thân này, tôi luyện cái dòng trâu thiên là tôi bay lên khỏi trời, quý vị làm không được. Tôi có thể lặn xuống nước, tôi có thể chung vô hòm trong đó 100 ngày, 200 ngày mà tôi không chết, quý vị làm không được. Thì tôi ngon hơn quý vị, cái ngã tôi bự hơn. Còn bậc trí tuệ làm được như thường. Nhưng biết đó, cái đó là trò chơi của Bát Nhã thôi, trò chơi của chân tâm đó, đó là cái sống mà đi được phát hiện từ chân tâm. Tôi vẫn làm được, nhưng mà cái đó không phải tôi, không phải tự ngã của tôi, không phải là của tôi, mà đó là cái diệu dụng của chân tâm. Còn cái kia không thấy được cái chân tâm này, mới đâu cái đó là tôi, đó là tự ngã của tôi. Tôi thâu đệ tử, tôi dạy, tôi chìm đắm trong vật chất mất. Hai cái nó khác nhau một chút xíu. Cái thần thông cũng giống hệt, nhưng mà thần thông đó là của tư tưởng. Còn biết thần thông của tư tưởng, biết tư tưởng và phát hiện ra của tư tưởng, mà tôi không phải là tư tưởng, tôi không phải là đối tượng mà do tư tưởng phát ra, nhưng mà tôi cũng không khác với tư tưởng. Cái chỗ này là cái chỗ nhức động. Thí dụ bây giờ tôi đây, tôi tập trung kỹ mạnh lâu sâu, thì cái tư tưởng tôi tập trung, tôi điều khiển cái xác thân là đối tượng của tư tưởng, thì xác thân có thể bay lên. Thì có tư tưởng và có xác thân hai cái, một cái nhận thức, một cái đối tượng nhận thức, tôi luyện cho nó dưới quyền của tư tưởng của tôi, nó phải bay lên. Thì đó là thần thông của tư tưởng, do tư tưởng luyện được. Còn một vị thánh nhân vẫn làm được, họ cũng vẫn dùng tư tưởng luyện sắc thân cho nó bay, mà lặng lẽ họ nhìn nó. Họ biết cái tư tưởng và cái sắc thân này chỉ là cái bóng dáng, cái tướng của chân tâm, mà chân tâm của họ chính là cái lặng lẽ, chính là cái biết. Thì cái tư tưởng cũng phát hiện từ cái biết, mà cái sắc thân cũng phát hiện từ cái biết. Cái sắc thân là nhận thức, cái sắc thân là đối tượng nhận thức, cái tư tưởng là nhận thức. Hai cái đều phát hiện từ cái lặng lẽ của chân tâm, của dòng nước. Họ chính là dòng nước. Thì cái tư tưởng sắc thân không phải là dòng nước, không phải là ta, không phải tự ngã của ta, mà nó chỉ là cái tướng, là cái diệu dụng của dòng nước chân tâm. Hiểu không? Đại khái nó như vậy. Thành ra cái khó là ngay trong tư tưởng, ngay trong cái sắc thân để luyện này, đều phát hiện từ dòng nước chân tâm. Thành ra muốn nhận dòng nước chân tâm thì nhận ngay trong tư tưởng và ngay trong xác thân này có cái dòng nước chân tâm nằm trong đó. Nhưng mà bỏ quên dòng nước chân tâm, nhận cái tư tưởng và xác thân cái tư tưởng, thì đó là thần thông. Như vậy có nghĩa là trí tuệ thấy được thần thông, thấy được tư tưởng và đối tượng của tư tưởng. Còn tư tưởng này không thấy được, không thấy được cái dòng nước chân tâm, mà chỉ thấy được sắc thân, nó điều khiển sắc thân. Nếu nó tập trung kỹ mạnh lâu sâu thì nó biến sắc thân này trở nên nhẹ đi, trở nên đó là những cái điện tử thôi, thì nó nâng cái điện tử này lên. Nhưng mà đó chỉ là trò chơi của dòng nước chân tâm thôi.
Mà nếu mình nhận ra dòng nước chân tâm thì dòng nước chân tâm chính là tôi. Thì cái này là cái trò chơi du hí của cái chân tâm tôi. Tôi không phải nó mà tôi cũng không khác nó. Nó làm cái gì làm tôi biết hết. Tôi không cải sửa, không phê phán, tôi không sợ nó, tôi không thích nó. Tôi để nó tự nhiên. Nếu tôi muốn cải sửa cũng được. Nhưng mà cải sửa là cái trò chơi của tôi, chứ không phải cải sửa là tôi. Còn tư tưởng nó muốn cải sửa được. Nhưng mà cải sửa là tôi, là của tôi, sức mạnh của tư tưởng đó là tôi ạ. Còn cái này dùng sức mạnh, mà sức mạnh là trò chơi của dòng nước chân tâm của tôi, chứ nó không phải là tôi. Nó chỉ là cái tai sai của tôi, nó là cái diệu dụng. Nhưng mà tôi không phải vậy nha. Tôi phải trần lao khổ sở à, không phải là dễ mà đi tới cái đó. Nhưng mà nếu quý vị bền bỉ ý chí, quý vị sẽ đi đến tôi. Hồi đó quý vị đi học trò, quý vị biết rồi. Muốn học một bài thuộc cho ông thầy bấy sao? Đọc một lần hả? Không có vụ đó đâu. Nếu mình thông minh thì 5 lần, 10 lần. Mình ngu si thì phải 100 lần. Rồi cũng thuộc tới. Nó đầy ai lại ra, bây giờ nó tràn ra. Có người nói trời ơi con ở nhà con thuộc hết trơn rồi sư, nhưng mà sư kêu con run con quên hết. Đúng không? Đúng có một phần nhỏ thôi. Nếu mà đầy tràn ai lại ra, dầu run thì nó cũng tràn ra được thôi. Nó là 90 rồi. Cái này mình học mới có vài chục lần, mà khi ở nhà thanh tịnh không có sợ cái mình nhả ra được. Nhưng mà nó có một ít thôi. Nó mới có 20-30%. Vô đây run một cái là nó mất hết. Còn nếu mình 90-100% rồi dầu rung thì nó cũng còn là 40-50 cũng vẫn trả được. Quý vị học duy thức quý vị mới thấy cái hay của con đường giải thoát. Thành ra tôi đem hết duy thức ra tôi giảng. Rồi quý vị về coi tôi có quyển duy thức, quý vị coi vô chẳng hiểu gì hết. Mà nghe tôi giảng quý vị về coi quý vị sẽ hiểu. Quý vị thấy thích thú, nó là con người của mình. Mà tôi giảng về đó, tôi giảng gặp quý vị 100 lần cũng chưa hết. Mà cho quý vị coi đó 1000 lần quý vị cũng chưa chắc hiểu được. Mà nó ở đâu? Nó ngay trong sắc thân này. Nhưng mà thấy nó khó vậy. Thành ra tôi làm tới làm lui cái tiến trình âm quẩn. Mà sắc quẩn tôi giảng đó 10 năm cũng chưa rồi. Tôi đi sâu. Bằng đầu 4 đường ác, địa ngục khác với ngạ quỷ sao, ngạ quỷ khác súc sanh sao, súc sanh khác với người sao, người khác với trời sao. Rồi trời dục giới khác, trời sắc giới vô sắc, rồi nhập lưu nhất lai tới đụng ở láng thì mới hết đấy. Hết là giải thoát cho con người mình ạ, còn vũ trụ chưa tính tới đó. Tức là nhân sinh quan thôi. Nhưng mà tôi thường thường tôi giảng không, làm sao giảng hết được. Mà giảng hết là tạo cho quý vị cái lười biếng. Cái biết là biết trên lục bình trôi, trên cái vỏ thôi. Thành ra Đức Phật giảng đủ pháp môn hết. Nhưng mà đâu phải cái nào cũng đúng. Đúng là đúng trình độ, cái đối tượng của người ngài dạy đó. Còn đối người khác không đúng. Thành ra quý vị cũng nhớ, Đức Phật nó có con giữ giới. Không giữ giới là xa xuống 4 đường ác đạo. Phải giữ giới cho kỹ. Giới là hàng rào ngăn các nẻo phóng tâm. Giới là không khí để bảo lấy sự sống của muôn loài. Giới là cái gì vân vân. Không có giới là không còn đạo Phật. Đúng không? Đâu ai dám cãi. Cái đó đúng 101%. Nhưng mà qua Bát Nhã thì Ngài nói nó không đúng. Nó chướng ngại cho con đường giải thoát. Chừng nào con với giới là một đó, thì chừng đó con mới thật sự là giữ giới. Bởi vì con không còn phạm giới cho nên con phải giữ. Mà con đã không phạm mà giữ cái gì? Nhưng mà thật sự chưa. Khi nào con muốn làm thơ thì phải bằng trắc. Không có bằng trắc con không làm thơ. Mà nếu một thi sĩ tài tình thì làm thơ có nhớ bằng trắc không? Nhớ là không làm thơ được. Bằng trắc nó đã nhập tâm rồi. Thành ra một người đắc thánh quả lộ không bao giữ giới. Nhưng mà hình tướng và cái hành động của hàng ngày đều là giới hết. Chỉ có mình Phật mới là không giữ giới thôi. Chúng ta thấy, chúng ta phải 5 giới, 8 giới, 10 giới. Tỳ kheo A-la-hán phải 250 giới. Bồ-Tát Thánh nghĩa là A-la-hán là bỏ giới 250, phải qua giữa 10 giới, trọng 48 giới, giới Bồ-Tát.
Như Lai không có giới, thì chúng ta thấy không phải dễ bỡ đâu. Chỉ có mình Như Lai mới khỏi khỏi giữ giới thôi. Đâu có nghe nói giới Như Lai, nhưng mà có giới Bồ Tát, rồi giới A-la-hán 250, rồi giới cõi trời vô sắc, 10 giới cõi trời sắc giới, 8 giới cõi trời dục giới, 5 giới cõi người, 3 giới, có giới hết. Rồi mình nghe nó khoái quá, mình khỏi giữ giới, mình có bệnh đâu mà uống thuốc. Mà có bệnh là phải uống thuốc, mà không có bệnh uống thuốc, thuốc trở thành bệnh. Rồi bây giờ mình là Như Lai, mình đâu có bệnh uống thuốc làm chi? Ngon chưa? Được không? Chúng ta học Đại Thừa, chúng ta khoái Đại Thừa lắm. Tôi ăn thịt chó mà tâm tôi không chó thì thôi. Tôi cõng người nữ qua bên sông mà tâm tôi không có dính mắc thì thôi. Mà anh thấy tôi cõng, anh đem về đó anh kết giới, anh còn cõng cổ tới đây nữa. Hay quá hay. Mà mình thật sự làm được không? Đạo Phật giết chết biết bao nhiêu người, mà Đạo Phật đưa lên giải thoát biết bao nhiêu người. Con dao nó bén thì nó là hai lưỡi. Thì chúng ta biết dùng hay không? Đổ thừa Đạo Phật là tội nghiệp. Chúng ta phải hiểu ở chỗ đó. Thành ra bây giờ tôi thường giảng cho quý là giảng mẫu giáo, thì tôi cũng đang mẫu giáo thôi. Tôi đang con đường chập chững để đi. Còn quý vị nào cao đừng có đến đây nữa, ra khỏi liền. Tôi thấp lắm, tôi giảng là từ người trời rồi qua nhập lưu và thánh thứ nhất. Mà qua nhập lưu rồi là quý vị biết đường đi rồi đó. Đây là giải thoát đầu tiên, cũng là giải thoát cuối cùng. Mà qua nhập lưu dễ không? Phải nói trần ai. Nhập lưu là phải hiểu từ bốn đường ác: cõi người trời, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc, hiểu tới Như Lai giả luôn. Nhưng mà thực hành, cái đó là nhập lưu đạo đấy. Nhập lưu quả là phải thực hành thấy rõ bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula có bao nhiêu thôi. Còn dính mắc cõi người và cõi trời dục giới, nhập lưu vẫn còn dính mắc. Còn bốn đường ác là không dính mắc. Thành ra vì nhập lưu và ở địa ngục ngạ quỷ cũng không dính mắc, nhưng mà dính mắc cõi người trời dục giới. Cõi người bài này á, có vợ có con. Cõi trời dục giới cũng còn có gia đình, nhưng mà thường là không có con, chỉ sống ly thân thôi. Ly thân nó khác với ly dị nha. Sống chung trước mà không có ăn ở nữa. Còn cõi trời vô, cõi trời sắc giới là những người giữ tám giới, không có gia đình. Nó có gia đình là phải sống rời, sống riêng thôi. Ở đây là không có nam căn nữ căn nữa. Nếu còn mang sắc thân người thì vấn đề sắc tài danh lợi ăn uống nghĩ rất là nhẹ, tức là có họ ăn có thôi, họ chỉ ăn cái hỷ lạc. Còn nếu họ đi sâu vào thiền định nữa đó, họ không cần. Họ nhập định vào cái hỷ lạc 3 năm, 7 năm, 10 năm, họ chết rồi sanh về cõi trời sắc giới luôn. Họ không ở cõi này nữa. Họ sống bằng hào quang của họ. Còn bây giờ con mang người, nhưng họ không có dính mắc mấy về sắc đẹp, tiền tài rồi, họ không có cần lắm. Thì quý vị nắm cái tâm thì biết, nếu cái tâm đó thì sẽ mang thân cõi trời. Bây giờ mang thân người là cái nghiệp người chưa hết. Họ chết rồi họ sẽ mang thân trời. Thân trời đâu phải như thân mình. Vậy khác hay xưa cũng không khác. Vì phải ngồi thân tiền thấy. Bây giờ tôi hỏi vì cục đất nè, nó cũng là đất. Còn cái cây, cây cổ thụ nè, cây còng nè, nó phải đất không? Rồi cái vỏ nó, cái thây nó cũng là đất. Mà khác không? Khác. Còn sắc thân con trâu con bò phải đất không? Cũng là đất. Mà giống như cây không? Khác. Rồi sắc thân của mình với con trâu con bò với cái cây với con đất sống hay giống hay khác? Khác là sai, giống là trật. Nó cũng là đất nhưng mà nó khác. Rồi sắc thân của Phật còn tại thế phải là đất không? Thì chết nó còn thành đất. Nhưng mà khác. Thân Ngài cái sắc vàng rồng, ánh vàng rồng. Hồi nội mấy người ăn chay với mấy người có tu thiền đó, cái sắc thân họ láng bóng. Còn mấy người nhậu thịt uống rượu với siêu thân hôi rình, mà cái thịt nó to ồ. Cũng là thân người, nhưng có người lợi gần nó hôi muốn chết như mấy người nhậu. Tại sao cùng thân mà lợi khác? Cũng là thịt xương giá vậy.
khác là do ở cái tâm. Quý vị phải nhớ chỗ đó. Thành ra tu quý vị phải làm sao chuyển cái tâm. Mà cái tâm thì nó ảnh hưởng tới cái thân và cái miệng. Mà muốn cho cái thân cái miệng được tốt thì quý vị phải sống gần thầy sáng và bạn lành. Đó là cái điều kiện ắt có và đủ để cho cái tâm mình được trong sáng. Thì thôi, tới đây thì tôi xin tạm ngưng. Tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.